Rồi, hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến kênh Thắng Baker nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục đi đến một cửa hàng xe máy giá rất là mềm cho anh em ha. Thì hiện tại thì mình đang đứng ở cửa hàng cầm đồ nhá anh em nhá. Thanh lý một số loại xe đấy, như xe máy cũ anh em nhá. Đấy. Thì địa chỉ đây anh em có thể thấy là số là 101 quốc lộ 1K. Đấy. Đấy. Phường Đông Hòa, Giang Bình Dương nhá. Số điện thoại là đây 0919 931 299 em nhá. Đây. Thì tại cửa hàng có rất là nhiều dòng xe, từ mấy cái dòng ít tiền cho đến mấy cái dòng tầm trung cho anh em nhá. Đấy, nói chung là toàn xe giá rẻ anh em ạ. Thì anh em có thể đây là một số con giá rẻ thì bên bên ngoài này thì cũng đang xả anh em này. Đấy, giá rất là mềm cho anh em luôn. Thì chiếc đầu tiên này, mấy chiếc quay này, mấy chiếc xe quay anh em nhé, xe quay và xe Dream đó. Thì hiện tại cửa hàng có hỗ trợ trả góp luôn anh em nhé, đấy, có hỗ trợ trả góp cho anh em là chưa đủ tiền. Đây là một số xe rất là mềm cho mấy các bạn sinh viên, nhưng là anh em đi làm ha. Đây, chiếc này thì chỉ có 3 triệu 7 anh em nhé, 3 triệu 7 chiếc xe quay này, đấy. Xe quay 3 triệu 7 đấy, có chiếc xe quay Honda nhưng hơi cũ một xíu đó. Con này thì biển 61 này đó. Và chiếc bên trong cũng là chiếc một chiếc xe quay, chiếc này thì biển 60 nhá nhá đó, chiếc xe màu đỏ biển 60. Hiện tại thì tiệm cầm đồ cũng xả một số con giá rẻ cho anh em đi làm đó. Nói chung là vừa đi làm vừa đi đi chơi cũng được ha, nếu anh em ít tiền đấy. Chiếc này 3 triệu 7 luôn. Còn chiếc City này. Đó. City Dalim anh em nhá. City Dalim của Honda luôn à. Con này thì cửa hàng đang xả với giá là 5 triệu 3 anh em nhá. Đấy. Xe thì yếm zin này, nói chung là zin đầy đủ luôn, chứ tội là xe hơi cũ xíu thôi. Nói chung là giấy tờ đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, giấy tờ đầy đủ nhưng mà vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh em. Đấy, hỗ trợ trả góp qua ngân hàng anh em nhá. Đây chiếc tiếp theo. Chiếc này của West của em này. Cái này là chiếc Zoro gì nè. Android nhá, 125. 125cc, chiếc tay ga 125cc đó, giá chỉ có 3 triệu 8 anh em nhá. Đó, giá chỉ 3 triệu 8 thôi, giá rất là mềm cho anh em ha. Đó, nói chung là mấy chị em hay là gì, mua về đi làm cũng rất là được, tốt nè anh em này. Đó, chỉ có 3 triệu 8 thôi. Đó, bánh mâm thắng đĩa nhá. Xe tay ga. Đấy. Ok. Tiếp theo. Là chiếc Super Cup 50. Cup 50 Honda. Thì hiện tại thì cửa hàng cũng đang bán với chiếc này là 5 triệu 3 nhá. À 6 triệu 3 anh em nhá. Đấy, chiếc này 6 triệu 3. Đấy, 6 triệu 3 nhưng mà tí mình sẽ đi vòng lại cho anh em xem biển số nhé. Tại vì đứng ở ngoài này thì biển số cũng hơi khó thấy biển số nha. Đây có chiếc chiếc rim này, rim 100 này của Honda. Đó. Giá của này hiện tại thì cửa hàng đang bán giá là 7 triệu 3 nhá. Thì chiếc rim này thì đã có lên một cặp bánh mâm, bánh đúc này, bánh đúc đồ chơi rồi. Đó. Rim 100 7 triệu 3. Nói chung là chỉ có thiếu một cái yếm thôi, còn zin đầy đủ nhá. Ok. Rồi, chiếc tiếp theo, chiếc Surus. Chiếc này là Taurus của Yamaha anh em nhé. Chiếc này thì hiện tại cửa hàng cũng đang bán là 7 triệu 3 này. 7 triệu 3 nhé. Thì cửa hàng nằm ngay mặt đường quốc lộ 1K anh em nhé. Đó, ngay đường quốc lộ 1K luôn. Đó, gần ngã ba Cây Lơn luôn anh em nhé. Ngã ba Cây Lơn cách đây khoảng mấy trăm mét thôi. Đây bên đây ngã ba Cây Lơn cách khoảng mấy trăm mét anh em nhé. Đấy. Đây chiếc Way. Honda Way. Con này thì hiện tại cửa hàng nó bán là 7 triệu 800 ngàn đó. Của Honda anh em nhé. Đấy. Chung là cái đời này thì nếu mà chiếc nào mới thì giá cũng rất là cao, hơn 10 triệu luôn đó anh em ạ. Chiếc này chỉ có 7 triệu 8 thôi. Thì là cái nước sơn ngoài thì hơi cũ xíu nhưng mà xe vẫn là xe zin nhá. Đấy. Ok. Way Alpha, Honda Way Alpha, chiếc này thì hiện tại cửa hàng cũng đang bán là 7 triệu 8 này. Đó, Way Alpha. Quay S nha anh em nhé, quay S. Đó, ok. Thì đây có Surus
Sân Cơ. Con này thì của Yamaha, hiện tại thì cửa hàng cũng đang bán với giá là 8 triệu 3 anh em nhé, 8 triệu 3. Đấy, tuy cửa hàng cầm đồ ra nhưng mà tất cả giá đều có niêm yết trên trên xe hết anh em nhé. Anh em đến cũng rất là dễ lựa chọn thôi. Chiếc này cũng là Honda QS DTX. Con này bánh cầm thắng đĩa anh em nhé, bánh cầm thắng đĩa. Giá con này hiện tại thì cửa hàng cũng đang bán với giá là 8 triệu 700 ngàn. Đấy, ok. Mình sẽ lướt qua cho mình em một số. Đây có Suốt đây này. Suốt thì con này hiện tại cửa hàng đang bán là 9 triệu 3 này. À, con này thì bánh căm thắng đĩa nha. Ok. Đây. Tiếp theo cũng là Suốt 110. Con này thì bánh mâm thắng đĩa. Giá là 10 triệu 300 ngàn. Đấy. Ok. Tiếp theo là Suốt FI. Suốt FI thì hiện tại cửa hàng đang bán với giá con này là 9 triệu 3 anh em nhé. Đấy, 9 triệu 3. Còn đây, chiếc Way Alpha. Con này thì hiện tại cửa hàng bán là 10 triệu 300 ngàn này. Đây, mình sẽ quay đằng sau cho anh em xem biển số nha. Đó, đây có đầy đủ các biển số như là 60 này. Con này là Suốt FI thì biển 36 này. Có hai con Suốt này biển 72 và biển 60. Đó. Quay ở đích thì biển 81 này. Suốt biển 68 nha. Con này biển 54 này. QS biển 54 và chiếc Quay Alpha. Alpha đời đầu con này biển 93 nhá. Nói chung là biển 59 này. Chiếc Ram này, đây chiếc đợt. Chiếc Ram này thì biển 550. Đó, biển thành phố luôn. Còn chiếc Super Cup 50 này thì biển 36 này. Đó. Còn Android này thì biển 30 này. Đó, biển. Còn City biển 52 nhá. Đó, biển 60, 61. Đó. Nói chung là đầy đủ các loại biển cho anh em luôn ha. Đây. Trong nhà này, trong nhà thì có rất nhiều dòng xe khác này. Trong này thì có AB này rồi Exciter, trong kia cũng có ha. Đó. Nói chung là giá đây cũng rất là mềm thôi anh em ạ. Đó. Ok. Chiếc Segway Honda Way Alpha, con này thì tại giá là 13 triệu 8 này. À, con này thì nhìn cũng khá là mới luôn. À, đấy. Bên ngoài cực rất là đẹp luôn anh em nhé. Ok. Đây là Way Alpha nữa này. Chiếc này thì cũng màu đen này. Đó. Con này thì cũng 13 triệu 8 anh em nhé. Giá 13 triệu 8. Đấy. Đấy. Thì ở đây thì có trao đổi cho anh em luôn nếu anh em nào muốn đổi xe nhé. Đấy. Ok. Đấy. Đây có chiếc Sutcher thì con này nhìn cũng khá là mới này, giá nó là 20 triệu 800 ngàn em nhé. Đấy, bánh mâm thắng đĩa nha. Tiếp theo, anh em nào mà đang thích dòng tay côn, con này thì Suzuki. Con này thì gì ta? Suzuki Acelo. Con này hiện tại thì cửa hàng đang bán với giá là 12 triệu 300 ngàn. Đó. Dòng côn tay phổ thông. Đấy. Đĩa này rất là mới nhá. Bấm mấy đĩa rất là mới luôn anh em ạ. Dàn ngoài còn rất là cứng nè. 12 triệu 300 lên tay thắng tay côn đồ chơi này. Tiếp theo chiếc Segway Alpha. Con này thì giá nó là 14 triệu 200 ngàn nhá. Đấy. 14 triệu 200. Đây. Đấy. Đây mình sẽ lướt qua, nếu anh em nào mà quan tâm cái dòng gì anh em có thể là gọi điện trực tiếp vào số 0919 931 299 nhá. Đó để chủ cửa hàng có thể là tư vấn cho anh em kỹ hơn nhá. Đấy. Đây có ông Honda Way Alpha RSX này, con này thì giá là 12 triệu 300. Đó, con này bánh căm thắng đĩa nha anh em nhá. Bánh căm thắng đĩa ha. Đấy, ok. Đấy. Đây có cái dòng Sutcher Honda Sutcher, con này thì bánh căm thắng đĩa này, giá là 15 triệu 300 ngàn nhé. Con này là 15 triệu 300 ha. Đấy. Ở trong này thì mình thấy là có AB với lại Vario nhé. Đấy. AB thì con này thì giá là 25 triệu này. 25 triệu 300.
Xe rất mới luôn nhưng mà đây, con này rất mới nha, 25 triệu 300 ngàn. Đấy. Đấy, xe rất mới luôn. Đây AB thì rất là nhiều, nói chung là AB đây hầu như là đủ các đời luôn em ạ. Đó. Đấy, đầy đầu bò này rồi, nói chung là đấy đủ các đời, từ thấp đến cao luôn. Chiếc này ha, chiếc này thì giá là 27 triệu. 27 triệu 300 ngàn. Đây, em có thấy không? Đó, chiếc Vario 150. Đó. Vario 150, con này thì giá chỉ có 39 triệu 200 ngàn thôi nhá. 39 triệu 200. Đấy. Còn ngoài còn khá là cứng ha. Đấy, ok. Chiếc tiếp theo cũng là chiếc AB này. Con này AB như con này 25 26 gì đó. Đó, con này thì giá 26 triệu 800 anh em nhé, 26 triệu 800 đấy, ok. Một chiếc này đó, chiếc này khá là đẹp luôn, như AB Thái này đó, con này thì giá là 26 triệu 300 anh em nhé, 26 triệu 300 đấy. Ok đấy, công ty thì có rất nhiều dòng khác nữa này, như No, Exeter và mấy con của SQM nữa anh em nhé. Đây, xuống bên dưới này. Bên dưới này cũng có AB này. Con này thì giá có 16 triệu 300 này. Đó, giống như cái đầu AB, AB Thái. Okay. Theo AB đầu bò này. Con này AB đầu bò 110 FI. Giá là 13 triệu 200 nhé. 13 triệu 200 ngàn. Đấy. AB đầu bò thì hiện tại có hai chiếc này. Chiếc này cũng là 13 triệu 300 luôn. Đó, hầu như là hai chiếc là ngang nhau, ngang nhái nhau luôn. Tiếp theo, đây là Exeter 150. Con này đăng ký như 2019 này. Đó, 2019. Xe còn rất là đẹp luôn. Đó. Giá con này thì giá là 32 triệu 300. Đó, 2019 anh em nhá. Ok. Bên kia có cả WinX này, mình sẽ sang xem con WinX anh em ha. Đó, WinX bên này ha, mình sẽ sang con WinX bên này này. Đây. Đây. WinX kia thì giá là 39 triệu 300 anh nhá. 39 triệu 300, con này thì biển. Con này biển 77 ha. Đó, còn Exeter kia thì biển 61 cơ. Đấy, đây có Vision con này chỉ có 15 triệu 300, con này biển 60 nhá. Đó, biển 60. Đấy, con Vision đời mới hơn này, con này biển 81 này, giá là 23 triệu 200. Đấy. Và tiếp theo con này là gì đấy, một ra con này thì biển 59 nhá. 59 giá là 10 triệu 300 ngàn anh em nhé. Đấy. Màu hồng rất là đẹp luôn. Và trong này, thì cũng có một số con giá cũng rất là mềm này. Đấy. Yamaha Giro. Con này thì giá là 16 triệu 300 nhá. Đó, 16 triệu 300, xe cũng rất là mới luôn. Ngoài còn cái bóng luôn này. Mấy con SQM, những như Attila Elizabeth thì gọi còn hai con này. Con này thì màu trắng thì 6 triệu 3 nhé. Con màu đỏ kia thì 7 triệu 3. Đấy. Tại thì có No 6 à No 5 nhá. No 5 con kia chỉ 10 triệu 200 thôi. Đó, rất là mềm ha. Và còn con Exeter. Đây, Exeter. Exeter 150, con này đăng ký như 2018 biển 61 nhá. Ồ, biển số cũng khá là đẹp nhá. Con này thì biển số là 22212 nhá. Đó, khá là đẹp ha. Đó, giá là 24 triệu 300 anh em nhá. Và tiếp theo con một con AB. AB con đó thì đăng ký như 2009 hay là 10 đó. Con này thì giá chỉ có 10 triệu 800 thôi. Đó, biển 54 luôn. Biển số thành phố nhá. Ok. Thì đây có cả No 5 này. No 5 thì con này hiện tại giá chỉ có 9 triệu 3 em nhé, 9 triệu 300 ngàn.
Đấy. Ok. 9.300.000. Con này chiếc Attila này. Attila con này chỉ có 5 triệu 8 thôi, 5 triệu 8 anh em nhá. Đó, có một chiếc tay ga đi rồi cho anh chị em phụ nữ đi hợp lý nha. Còn chiếc này chiếc gì ta? Chiếc này chỉ có 10 triệu 8 này con này. Anh chiếc màu chiếc này màu hồng hồng gọi là chiếc gì anh nhỉ? Của chiếc này gọi là chiếc gì nhỉ? Hơi 50. Hơi 50. Con này chỉ có 10 triệu 8 nha anh em ạ. Xe nhỏ nhỏ mà nhìn khá là đẹp luôn. Đấy. Ok. Đấy. Ok. Ở đây có Suzuki Azelo. Azelo con này chỉ có 12 triệu 300 thôi nha. Đó. Azelo nhìn rất là khá là cứng luôn ha. Mấy cái chiếc này có bao rút hồ sơ là hay rút hồ sơ phải đưa thẳng cái thêm tiền. Xe cửa hàng anh cầm đồ đây này. À dạ vậy. Mà khách muốn rút hồ sơ thì phải thêm phí. Đó, anh em nào mà rút hồ sơ với thêm phí anh em nhá thì đây là cửa hàng nói chung là cầm đồ thanh lý lại thôi cho anh em nhá. Giá rất là mềm, nếu anh em nào mà muốn rút hồ sơ ra tên gì đó anh em phải thêm phí anh em nhá. Đó thì ngay cửa hàng này nằm tại gần ngã ba Cái Lơn, nhưng có thể là cũng dễ kiếm anh em nhá. Đó. Đây mình sẽ đọc lại số điện thoại và địa chỉ cho anh em nhá. Số điện thoại thì anh có dán như đây nè. Đó. Đây số điện thoại là 0919 nè. 931299 em nhá. Đây nằm ngay mặt tiền đường quốc lộ 1K luôn. Đây. Đây. Số 101 a quốc lộ 1K Đông Hòa Dĩ An Bình Dương nhá. Đây. Đây. Cửa hàng máy cầm đồ Quang Minh em nhá. Đấy, có thể là ở đây thì cửa hàng xả rất là nhiều dòng xe. Anh em nào mà đến xem xe rồi. Đó. Hoặc là anh có thể gọi điện trực tiếp cửa hàng ha. Đấy. Ok. Rồi bây giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Hôm nào có xe giá rẻ mới về hoặc là xả giá gì đó mình sẽ lại làm video để cập nhật báo giá cho anh em ha. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh hãy cho mình một nút đăng ký kênh và nhấn chuông nút đăng ký để cập nhật video mới của mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ha. Đấy có rất là nhiều xe. Có một dòng số dòng xe mình có thể là chưa coi kỹ, nếu mà anh em là đang quan tâm thì anh em có thể gọi điện trực tiếp đến cửa hàng để anh chủ cửa hàng sẽ tư vấn cho anh em kỹ hơn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ha.